Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức? A. Lá lành đùm lá rách. B. Học thầy không tày học bạn. C. Có chí thì nên. D. Có công mài sắt. Có ngày nên kim hành vi nào dưới đây thể hiện trạng thái lương tâm thanh thản? A. Vui vẻ khi đã đóng góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. B. Không vui với việc làm từ thiện của người khác. C. Tham gia văn nghệ tại địa phương. D. Tham gia văn nghệ nghĩa vụ quân sự, khi con người tạo ra cho mình những giá trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được xã hội đánh giá, công nhận thì người đó có A. Danh dự. B. Nhân phẩm. C. Ý thức. D. Tình cảm. Điều nào dưới đây nên tránh trong tình yêu nam nữ? A. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. B. Có tình cảm trong sáng, lành mạnh. C. Có hiểu biết về giới tính. D. Có sự thông cảm sâu sắc cho nhau. Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức? A. Thờ ơ với người bị nạn. B. Chen lẫn khi xếp hàng. C. Tự ý lấy đồ của người khác. D. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn. Độ tuổi quy định kết hôn đối với nam ở nước ta là từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên? A. 21 tuổi. B. 19 tuổi. C. 18 tuổi. D. 20 tuổi. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích của A. Cộng đồng. B. Gia đình. C. Lãnh đạo. D. Anh em. Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ? A. Đi xe máy phải đi đúng làn đường. B. Kinh doanh đóng thuế. C. Đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. D. Tham gia văn nghệ tại địa phương trong chế độ phong kiến. Hôn nhân thường dựa trên cơ sở nào dưới đây? A. Tình bạn lâu năm. B. Tình yêu chân chính. C. Lợi ích kinh tế. D. Lợi ích xã hội. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó có A. Tự ái. B. Tự trọng. C. Danh dự. D. Nhân phẩm. Sự điều chỉnh hành vi đạo đức mang tính A. Áp đặt. B. Cưỡng chế. C. Tự nguyện. D. Bắt buộc. Hành vi nào dưới đây thể hiện người có lương tâm? A. Không bán hàng giả. B. Không bán hàng rẻ. C. Tạo ra nhiều công việc cho mọi người. D. Học tập để nâng cao trình độ. Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực. A. Sống tự lập. B. Sống tự tin. C. Sống tự do. D. Sống thiện. Trên đường đi học về, thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa xách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp? A. Giúp người phụ nữ xách đồ. B. Gọi người khác giúp. C. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình. D. Đứng nhìn người phụ nữ đó. Biểu hiện nào dưới đây không phải là tình yêu chân chính? A. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân. B. Quan tâm sâu sắc không vụ lợi. C. Có sự chân thành tin cậy từ hai phía. D. Có tình cảm chân thực, quyến luyến, sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó gọi là A. Hạnh phúc. B. Tự trọng. C. Nghĩa vụ. D. Danh dự. Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ cơ bản nào dưới đây? A. Hôn nhân và họ hàng. B. Họ hàng và nuôi dưỡng. C. Hôn nhân và huyết thống. D. Huyết thống và họ hàng. Gia đình không có chức năng nào dưới đây? A. Nuôi dưỡng giáo dục con cái. B. Tổ chức đời sống gia đình. C. Bảo vệ môi trường. D. Duy trì nòi giống. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ dựa trên cơ sở nào dưới đây? A. Nền tảng gia đình. B. Tình yêu chân chính. C. Văn hóa gia đình. D. Cơ sở vật chất. Người luôn đề cao cái tôi nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường là người. A. Tự ti. B. Tự tin. C. Tự ái. D. Tự trọng. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về A. Tình cảm và đạo đức. B. Vật chất và tinh thần. C. Tình cảm và thói quen. D. Vật chất và lợi ích. Độ tuổi quy định kết hôn đối với nữ ở nước ta là từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên? A. 18 tuổi. B. 21 tuổi. C. 19 tuổi. D. 20 tuổi. Nền tảng hạnh phúc gia đình là A. Tín ngưỡng. B. Tập quán. C. Pháp luật. D. Đạo đức. Người có tài mà không có đức là người vô dụng. Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của A.
tài năng và sở thích, B. Thói quen và trí tuệ, C. Tình cảm và đạo đức, D. Tài năng và đạo đức. Câu 1, tình huống T và H là học sinh lớp 12B. Hai bạn đã học cùng nhau 3 năm.